Em Tuấn Hải Dương xin chào toàn thể anh em đam mê nhá. Hôm nay em Tuấn tiếp tục về cho anh em một con hàng gọi là siêu phẩm luôn. Những anh em nào hay dặn những cái nét xòe mềm thì alo trực tiếp cho em Tuấn Hải Dương nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn anh em ơi. Đây là em nói sau khi vừa dãi hơn 2 tiếng về anh em ơi. Quá là ok luôn anh em ạ. Có tiếng ché cực kỳ uy lực luôn anh em ạ. Hôm nay thì ngoài miền Bắc thì hơi trở lạnh một chút anh em ạ. Lạnh và gió có chìm rất là ok anh em nhá. Chơi vẫn rất là ok luôn anh em ạ. Mặc dù thời tiết thay đổi nhưng chơi vẫn rất là nét anh em ơi. Đây. Lay em cho con này dãi là 2 tiếng 15 phút thì em cho nghỉ anh em ạ. Về mà nó ché loạn nhà lên là anh em hiểu là lực nước nó thế nào rồi anh em nhé. Con này thì thực sự chia sẻ với anh em là con này thì trước khi nó thay lông thì em đã biết rồi anh em ạ. Cái đợt nó bắt đầu xuống lông thì là em xem nó dãi rồi. Đấy, lúc đấy là xem 2 lần rồi, lết xòe rất là sướng mắt anh em ạ. Cái lúc đấy này nó bắt đầu điểm nông rồi nên là em không máu mua nữa anh em ạ. Thì đợt này thì vừa xong nông thì em mới qua gạ lại chú anh em ạ. Con chim rất là ok luôn, cực kỳ nhạy xòe anh em ạ. Con này gọi là hàng xòe mềm anh em nhé. Chơi xòe từ đầu đến cuối luôn, lết rất là đẹp mắt và thay bung xòe luôn. Clip này lúc em quay là được gần 2 tiếng đây anh em nhé. Này rất là ok luôn anh em ạ. Hôm nay trời hơi lạnh một chút nên là anh em phải hiểu là con chim nó sẽ hơi xù nhẹ một chút anh em nhé, vì thời tiết ngoài Bắc thì nó trở lạnh anh em ạ. Đấy, anh em nhìn ra đuôi liên tục luôn. Mà lay em dãi nó toàn mấy chim cứng rồi. Con đằng sau kia là con chim của ông anh em vừa mới mua 21 triệu xong. Con đằng sau rồi. Đấy. Mà nó không có sợ đâu. Chơi hết anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chơi xòe liên tục luôn. Con này đảm bảo anh em về chăm nắng lên thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Con này cái lúc nó bắt đầu xuống nông ấy, em xem nó nhìn nó mê lắm anh em ạ. Lết xòe mềm thì anh em biết rồi. Lực con này thì anh em hoàn toàn yên tâm. Em dãi trên 2 tiếng rồi. Trước khi thay lông thì nó toàn dãi 2 tiếng rưỡi đấy anh em ạ. Đấy, con chim nó vừa mới xong nông anh em nhé. Nó vẫn hơi béo một chút thì vừa mới xong, còn một tí phấn nông nữa là xong anh em ạ. Anh em về siết lắng siết lực rất là ok anh em ơi. Nó vừa xong nông nên là anh em nhìn trông nó vẫn hơi béo một chút. Con chim nào cũng vậy mà. Không phải con đấy. Lết chơi cực kỳ ok anh em ạ. Này mới con chim này cực kỳ dữ. Anh vạch áo thôi nó bị dễ liên tục luôn anh em ạ. Loại này không phải tập lực ấy. Đây anh em bảo là chơi gần 2 tiếng rồi mà vẫn là chơi được như này là quá là ok rồi. Mà em cho kẹp giữa tán đấy, con chim cứng luôn anh em nhé. Còn bên trái là con chim thi cứng luôn anh em ạ. Nó không sợ đâu. Con này thì 100% là hàng sạch anh em nhé. Chim hơn 2 mùa anh em ạ. Đấy, xòe liên tục luôn. Anh em nhìn cực kỳ mãn nhãn luôn. Con này anh em xem lúc đầu nó còn chơi hay hơn nữa anh em ạ. Nhờ cái tính em Tuấn thì lúc nào phải chơi nó được. Tầm loanh quanh từ 1 tiếng rưỡi trở ra rồi thì em mới quay anh em ạ. Quay sớm thì em không quay đâu anh em ạ. Con chim này thì giá thì không hề vừa tiền đâu anh em ạ. Anh em nào mà vừa tiền thì hẹn anh em con sau. Thật sự thì anh em cũng hiểu rồi. Để kiếm được một con xòe mềm, chuẩn xòe mềm thì nó rất là ít anh em ạ. Chứ không phải là nhiều khi nhiều clip anh em xem nó gọi là ngẫu hứng xòe hay bung xòe hoặc là xòe đuôi là do nó kiểu dạng là bung xòe, nó xòe đuôi thôi thì nó khác anh em nhé. Còn những con nét xòe mềm như này thì cực kỳ ít anh em ạ. Thứ nhất là nó chơi nó rất là đẹp nên là mở, thứ hai nó hiếm nên là thành ra giá thành lúc nào nó sẽ cao hơn các con khác anh em ạ. Mà bù lại cái con này nó lại được cái lực dãi rất là khỏe anh em nhé. Vừa xong nông mà em dãi 2 tiếng 15 phút thì về nhà ché loạn nên là anh em hiểu rồi. Anh em nào tín đồ của xòe mềm thì alo luôn nhá. Con này đảm bảo anh em trăm căng nó xòe to hơn nhiều anh em ạ, mà xòe liên tục luôn anh em ạ. Nét như kiểu nét biểu diễn luôn. Hiện tại nó mới xong nông rồi anh em nhé. Đây clip vừa về nhà đây anh em này. Về nhà ché loạn hết cả lên anh em ạ. Quá là khủng khiếp luôn. Anh em nào mà yêu thích thì alo trực tiếp cho em nhé.
Đây về em kìa, hai ba con chim nhà cạnh này mà nó về nó đè nó kiểu dạng nó lấy thung chim luôn anh em ạ. À, quá tuyệt vời cho anh em nhé. Con này thì không tật nỗi gì anh em ạ, và em giao lưu cho anh em với giá là 7,5 triệu. Anh em nào yêu thích thì Zalo trực tiếp cho em nhé, em tặng cho anh em thêm cái lồng em mộc chuyển đi cho đảm bảo anh em ạ. Hàng cực kỳ ok cho anh em về chơi anh em ơi. Kiếm con này thì cực kỳ sướng rồi anh em ạ.